trọ, cho nên là bữa nay tôi mới ổn định được chỗ và review lại cho mấy bà nè. Bữa nay thì tôi sẽ review cho mấy bà một đôi sandal 5 phân. Em này á là có thể mang đi chơi, đi học và đi làm được luôn á. Với lại cái kiểu này mình thấy cũng đang rất là hot luôn á. Được tặng cái dây buộc tóc nè. Bây giờ cùng tôi mở cái đôi giày ra nha. Ấn tượng đầu tiên về cái đôi này là cái wide. Em ơi, cái wide rất là mịn luôn á mấy bà. Mang vô có bị đau chân luôn. Về phần đế á thì là mình thấy cũng khá là chắc chắn. Đối với cái mức này á thì tôi thấy rất là chim ưng luôn. À, nào mà thích kiểu đơn giản basic dễ phối đồ thì cái mức em này nha. Mang không có hề bị đau chân và rất là dễ mang nữa, dễ đi lắm. Tôi nghĩ sẽ rất là bền á. Đây, cái này là lên form chân của tôi nè. Cái ngón chân của tôi nó hơi ú, nó nhìn nó không có được xinh. Cái này thì tôi chọn đúng size luôn cho nên mấy bà yên tâm nha. Hello mấy bà nha, bà nào mà tin bánh bè thì nhất định phải xem chiếc clip này của tôi nha. Bữa nay á, thì tôi sẽ lên cho mấy bà một set hoa rất là xinh luôn. Bà nào mà mê hoa nhí thì chắc là đúng tim luôn á. Đầu tiên thì sẽ là một chiếc em đầm hoa nhí. Chất liệu á, là voan rất là mát á mấy bà. Được may hai lớp rất là dày dặn luôn. Không cần lót cũng rất là dày, không có lộ nha mấy bà. Nhưng mà shop tinh tế nên đã lót thêm á. Chứ nếu mà không lót thì cũng không có mỏng. Dây kéo của em này được may bên hông và nhìn không hề biết luôn á mọi người. May của shop rất là rõ và đẹp luôn. Theo đi kèm cái em đầm hoa nhí này á, là một chiếc áo. Tôi phải nói là cái chiếc áo này nó dày vải luôn á, thể là áo chống nắng được luôn á mấy bà. Chất liệu rất là mát luôn, có thể phối với những cái áo khác cũng được nữa. Về chiếc đầm á thì là mọi người có thể mặc không cũng rất là xinh. Hello mấy bà, bữa giờ tôi cứ ra video chập chờn không à, tại vì tôi bận quá á. Bữa nay tôi lên cái set này cho mấy bà nó rất là thanh lịch luôn á. Nói chung là mấy chị công sở là cũng hốt được nữa nha. Đầu tiên thì là một chiếc áo sơ mi van, bởi vì là chất liệu van cho nên là nó hơi mỏng nha mấy bà. Nhưng mà mặc người y màu trắng thì không có quá lộ, để tí nữa tôi sẽ cho mấy bà xem. Đây tôi quay cận lại cho mấy bà xem cái chất van của nó rất là thích luôn á, rủ rượi và rất là mịn nha. Tiếp theo là về cái phần tà áo á, thì là nó là một tà trên tà dưới như thế này nè, trông rất là lạ luôn á. Mua áo mà không mua chân váy thì đâu có được đâu đúng không, nên là tôi đã chọn một cái em chân váy màu hồng. Tại vì trong tủ đồ có quá là nhiều màu đen trắng nâu nên bữa nay tôi lấy màu hồng cho nó lạ xíu. Em chân váy này thì kiểu đắp tà lên nhau á. Không biết tôi nói đúng không nữa nhưng mà nó giống như trong hình tôi quay đó mấy bà. Ở phía sau là dây kéo rất là trơn tru nha. Bên trong thì có lót chứ không phải là quần bảo hộ như mấy bà. Cái này thì mấy bà nên mặc thêm một chiếc quần bảo hộ bên trong. Mình cũng không hiểu vì sao mà shop không may quần mà lại may chỉ có một cái lớp vải nữa. Nhưng mà vì trông váy đẹp nên mình bỏ qua. Alo, nếu như mà mấy bà đang theo style sang chảnh á thì đừng bỏ qua chiếc clip này của tôi nha. Tôi vừa tạo được cái em này, xinh lắm mấy bà ơi. Chất liệu kiểu xốp xốp, van van á, tôi cũng không biết nói đây là cái chất gì nữa. Mà em này công nhận mặc lên rủ rượi á, co giãn rất là tốt, không có bị mớ nha. Bữa nay thì tôi phối với một cái em chân váy Hàn Quốc với lại một cái em chân váy xếp ly. Thì mấy bà thấy là phối với cái nào hợp hơn? Bữa giờ tôi mê chơi quá mà tôi bỏ bê công việc, bữa nay tôi mới bắt đầu quay lại nè. Bữa nay tôi làm về một chiếc video đồ ngủ nha. Đầu tiên là em quần này cái chất liệu gì má mát lắm nha. Em này á thì dùng để tập gym đúng hơn á, nhưng mà tôi thấy mát nên tôi cho vào đồ ngủ. Về cái phần lưng á thì nó rất là êm, êm lắm nha mấy bà. Quần á thì ở bên trong nó bo, còn ngoài nó phồng, không có sợ lộ hàng. Tiếp theo á là một set đồ ngủ dài. Ui là trời ơi, cái bộ này cu tém luôn á mấy bà ơi. Tôi thấy shop này bán khá là nhiều đồ ngủ nha. Bộ này thì là tôi lấy size XL luôn á, mà tôi thấy nó chỉ vừa thôi chứ cũng không rộng lắm so với tôi. Tôi nghĩ là set này form nhỏ á. Đây là cái quần của em nó nè. Tôi quay cam thường cho mấy bà xem được cái chất vải của nó đó và đúng cái màu của nó luôn. Em này thì có túi luôn nha mấy bà. Về cái phần ống của nó thì có cái hình như thế này nè, dễ thương không? Bộ này thì cũng không quá mát đâu nha. Tiếp theo là mấy bộ đồ dây. Trời, mấy bộ đồ dây thì siêu mát luôn mà mặc thoải mái lắm. Nhưng mà bà nào ốm thì nên cân nhắc nha, tại vì tôi thấy hơi to, cái này dành cho mấy người mid size được luôn á. Tôi á thì bữa nay tôi lên ký rồi, chắc cỡ 50kg rồi đó. Mà tôi mặc mấy cái quần này thì nó cũng hơi rộng xíu á. Về phần áo thì em này có bèo ngay cái eo nè, còn phần dây là có cái tăng đơ để điều chỉnh á. Cái quần thì nó có bèo ngay cái ống, nói chung là mặc lên dễ thương lắm á mấy bà. Tiếp theo đây là cái bộ đồ ngủ mà tôi mặc lên nhiều bạn xin info lắm nè. Hôm bữa tôi mặc chơi tôi up story bên Instagram á mà tôi không nghĩ là mấy bà xin info nhiều vậy luôn. Tôi nói thiệt, bộ này á 70kg mặc còn vừa. Tại vì mẹ tôi mặc vừa mấy bà. Cái này tôi mua là tôi mua size L nha, tại tôi thích rộng á. Mà bộ này mặc lên dễ thương lắm mấy bà ơi, thì có mấy bà đi biển mua cũng được nữa. Tiếp theo lại là đồ dây nè, cái màu này thì mình thấy nó min min, nó xinh cực. Bộ này thì tôi thấy rộng lắm luôn á, tại vì tôi lấy size L á. Cho nên là mấy bà nào cỡ 55kg mặc bộ này cũng vừa luôn á, chứ không giỡn đâu. Chất liệu nó kiểu tổ ong vậy nè, mặc lên cũng thoải mái. Ở phần dây thì cũng có phần điều chỉnh cũng ok. Màu này chắc gọi là màu cớm á mấy bà, tôi cũng gành nữa, tôi nghĩ là màu cớm á. Tiếp theo là cái quần nè, cái quần này á thì nó cũng đơn giản thôi đó, tại cái áo đơn giản nên cái quần nó cũng đơn giản à. Mà mấy bộ này nó rộng thiệt nha, tại kiểu size nước ngoài mấy bà, nên mấy bà nào cỡ 60kg thì có lấy size lớn nhất. Tiếp theo là cái bộ màu xám nữa nè, cái bộ này mặc vô nhẹ tinh là mấy bà, nó mồng bềnh lắm, thoải mái nhất trong các cái bộ đồ dây nãy giờ tôi review á. Em này thì cũng tổ ong mà tổ ong mềm hơn cái kia xíu. Bộ này cũng viền bèo luôn nhưng mà tôi thấy rộng lắm nha. Cái này tôi lấy size L luôn á, nó to giả mang luôn mấy bà. Cho nên là mấy bà mà ốm ốm mua size nhỏ đi nha. Phần dây của em này thì không có điều chỉnh đâu, cho nên là mấy bà nào nhỏ người thì nên cân nhắc nha. Alo alo, mấy bà bánh bèo tiểu thư đâu hết rồi? Bơ vô đây chuẩn bị đau ví nè.
Bữa nay á là tôi review hẳn 3 em bánh bèo tiểu thư xinh lắm luôn á mấy bạn. Shop cần cẩn thận tặng cho một cái khẩu trang nhẹ. Đầu tiên thì là một em Xiaomi Sparrow đen. Em này mặc lên đúng tiểu thư luôn á mấy bạn ơi. Chắc phải là nó hơi shop shop nha, mặc vô rất là mát không có bị nóng đâu. Tiếp theo là một em chất xô. Như mấy bạn biết á thì tôi review xô rất là nhiều rồi, tại vì tôi rất là thích mấy cái áo xô như này á. Trông nó dịu dàng bánh bèo cưng lắm. Chất vải xô thì đương nhiên là nó sẽ hơi nhăn rồi mấy bạn, nhưng mà mặc mát lắm nha. Em này á thì là bèo cổ nè, bèo tay nè, rồi bèo trước, bèo sau luôn. Mà mấy em này á mọi người có thể mặc kèm với vest hoặc là kèm với một cái áo khoác nào đó ở ngoài cũng rất là xinh đó. Tiếp theo lại là một em tiểu thư nữa nè. Em này thì là màu xanh da trời nha. Em này cũng xinh lắm á mọi người, mặc lên đúng kiểu tiểu thư luôn. Em này khác với em trước là có hai hàng nút, phần tay thì vẫn bèo bèo bao boy thế này nha. Tôi thích mấy cái áo này lắm luôn á. Mọi người cứ tưởng là tôi cá tính chứ thật ra tôi rất là bánh bèo. Bà nào mà bánh bèo tiểu thư gặp tôi là dính liền đó nha. Tôi không có lên quần jean á, cho nên hôm nay tôi sẽ lên cho mấy bạn một chiếc quần jean le. Tôi mua ở bên này phải 3 chiếc rồi đó mấy bạn, nhưng mà tất cả đều là quần le, bởi vì phong quần le bên đây rất là đẹp luôn á. Em này á thì là màu xanh nhạt nha, chất rất là mềm và co giãn tốt. Em này mấy bạn eo bé chắc mê lắm nè, tại vì cái eo bé tí nha mấy bạn ơi. Tôi mang size S vừa y luôn. Tôi quay cái cam thường cho mấy bạn xem cái màu chính xác á. Ngay túi có một cái kiểu giống như là cái nắp của cái túi nhỏ vậy đó. Ở phía sau thì đơn giản thôi. Em này lên form đẹp lắm luôn á. Tôi chắc chắn là hôm nay cái set này sẽ không làm mấy bà thất vọng đâu. Cái set này á mang lên rất là xinh và tôn eo luôn á mấy bà. Vải của chiếc đầm này á không quá mềm và cũng không quá cứng. Nó đủ độ xòe khi mà mình đeo cái đai vô á. Phía sau là phần dây kéo nha mấy bà. Em này thì chỉ có một lớp thôi, nhưng mà không có mỏng nha. Bởi vì tôi thấy shop bán kèm một cái đai cho nên là tôi đã mua thêm cái đai nữa. Và tôi khuyên là mấy bà nên mua kèm đai nha. Tại vì mặc vô rất rất là đẹp. Đây cái đai của em nó, mấy bà mà eo nhỏ là mua được luôn. Tại vì cái đai này khá là bé á, mang vô nịch cái eo rất là nhỏ, rất là tôm eo luôn. Ở phía sau thì nó là dáng như thế này nè, chắc lắm luôn mấy bà coi tôi gỡ ra cỏ này mà nó mới ra nè. Mặc không như thế này cũng rất là xinh luôn nè mấy bà, nhưng mà đeo thêm cái đai vô xinh gấp 100 lần luôn á. Như mấy bà thấy á, thì là tôi rất là thích review mấy cái áo kiểu tiểu thư luôn á. Cho nên là bữa nay tôi tiếp tục lên thêm 2 chiếc nữa cho mấy bà. Chiếc đầu tiên là một chiếc áo bằng chất liệu xô. Nhưng mà mấy bà đã xem review lâu của tôi thì sẽ biết là tôi review áo xô rất là nhiều rồi, nhưng mà chưa có cái nào trùng cái nào đâu nha. Chiếc này thì rất là thanh lịch, mấy chị làm công sở chắc rất là thích luôn á. Ở ngay phần cổ là buộc cái nơ lại như thế này nè. Từ từ để tôi buộc lại cho xem. Đó, nó là như vậy. Còn về phần tay là nó hơi bèo bèo. Em này mình có thể mang với blazer hoặc là một chiếc gilet chẳng hạn. Nói chung là em này rất là xinh và dễ phối. Đây, để tôi quay cận vải cho mấy bà xem. Ở phía sau của em nó thì đơn giản thôi. Tiếp theo là em áo này. Em này á thì là cái chất liệu rất là mát luôn mấy bà. Chất của nó rủ rượi giống voan á, nhưng mà không phải voan. Ở ngay phần cổ cũng lại tiếp tục thắt nơ nè, để tôi thắt tiếp cho mấy bà coi ha. Em này thì tiểu thư hơn em kia bởi vì cái phần cổ sen á mấy bà. Phần tay thì cũng phòng phòng đơn giản thôi. Em này ủi ra mặc rất là đẹp, do là để trong bịch cho nên là hơi nhăn. Mấy bà chịu khó ủi xíu là ok hết à. Nhưng mà khúc này nó quan trọng là mấy bà, tôi mua và tôi đã nhận hàng rồi. Thì tôi muốn quay clip cho mấy bà đúng không? Không, anh shipper anh nhấn là không giao thành công. Ủa là sao, vì hai cháu từ hành tinh nào rớt xuống? Cho nên là tôi không thể này vô đánh giá được luôn mấy bà. Mình tôi làm sự việc này luôn á. Nên mấy em cứ yên tâm mua theo cái đường link này. Tôi review có thể nhắn tin vinh ra cho tôi. Là còn em thẩm cho cái video này cho tôi thấy nha. Để giải quyết được cho mấy bà. Tiếp tục là siêu phẩm đó mấy bà. Tôi mua đồ là tôi mua nguyên set không à, cho nên là shop sẽ gói một set cho tôi luôn. Bữa nay á thì tôi sẽ mua một chân váy da và một áo thun. Đầu tiên thì sẽ là em chân váy da này nha. Em này thì chất da mềm, bên trong có lót, phía sau thì có dây kéo nè. Tôi quay cận cảnh cho mấy bà xem. Chân váy này á là tôi mang rộng eo như mấy bà, tôi phải kẹp phía sau á. Vì tiếp theo siêu phẩm ở đây nè, không phải nói đeo chứ cái áo chất liệu này nè, tôi đã từng mua với giá là 295 sàng á mấy bà. Mấy bà tin không, ý là giống chất liệu á nha, chứ tôi không nói cái áo này. Áo này thì chỉ có hơn 100 sàng thôi, nhưng mà đẹp lắm, mang lên rất là trắng da.